Dù đã xảy ra được gần một tuần, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người dùng TikTok vẫn đang xôn xao trước sự việc hot TikToker Anna McVichuk bị vợ của quản lý Hoài Lâm đánh ghen giữa phố. Theo đó, vào tối ngày 20 tháng 10, chị MM, vợ của Phan Viết Tính, quản lý của ca sĩ Hoài Lâm đã đăng đàn tố chồng ngoại tình, đồng thời đăng kèm theo loạt clip ghi lại cảnh chồng mình đi cà phê tình tứ cùng mẫu thầy Anna McVichuk và cả hai có hôn tay nhau. Thậm chí, chị M còn khẳng định, từ lúc chồng quản lý Anna thì bắt đầu xảy ra vấn đề cắm sừng. Không chỉ cặp kè với Anna mà Tính còn ngoại tình thêm với một cô gái khác. Ngay khi sự việc trở nên ồn ào, Phan Viết Tính đã chính thức lên tiếng phủ nhận chuyện ngoại tình với hai người cùng lúc, đồng thời cho biết vợ là người cuồng ghen và gần một năm nay hôn nhân giữa hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn. Họ từng đồng ý ký vào giấy ly hôn. Về đoạn clip hôn tay Anna, Tính cho biết lúc đó anh đang ngửi một cái gì đấy. Tuy nhiên, ở thời điểm clip đánh ghen diễn ra, anh và vợ vẫn chưa chính thức ly hôn. Đáng chú ý, ngay sau cuộc trần tình này của Viết Tính, bài bóc phốt của chị M cũng bị biến mất. Lý do chị M đưa ra là vì Facebook của chị bị tấn công nên phải xóa bài đăng tố chồng. Về phía Anna đã liên tục bị dân mạng ném đá, chỉ trích vì bị cho là Tuesday phá vỡ hạnh phúc gia đình của quản lý Hoài Lâm. Mẫu tây Anna vẫn đang giữ im lặng trước mọi ồn ào,